tấu cái gì, cái gì mà cái tua rua gì đó bà. Cái bộ đồ cái màu xanh đọt chuối mà có ren có ren. Đúng rồi, có hai cái để dây múa cột. Mày ôm cái cột mà múa tabu là mày phải không? Rồi nó thêm một cái nơ hình con thỏ nữa. Mà xung quanh toàn là những cái đồ phụ tùng của phụ nữ không? Hai ba cái vợt lượt cà phê trong đó. Là sao? Trời. Mày đàn ông mà sao bây giờ xài vợt lượt cà phê? Con nhìn thẳng vô mắt má rồi con trả lời. Có phải con vậy không? Con từ như vậy mà con trở thành vậy. Trời ơi. Má là sập sao? Luôn rồi con. Thì là sao? Thì mày đối thiệt với má đi. Anh đừng có giấu nữa. Tôi đau khổ lắm. Bây giờ tôi mới biết tại sao tôi ngờ như vậy mà anh chê tôi. Nè, anh chuyên gia anh xài son phấn là có bữa con đi con đến đánh với Hồng Mai cái mệt vậy nè. Lên tới cái chân chán luôn rồi trời, tôi tức dễ sợ tức. Để vậy còn xài với chị ngục chai không còn nữa nè. Ê, bữa con chở ba đi mà hơn sao ba nhảy mũi thấy bà nội ba luôn. Con sức dầu thơm mà cái loại dầu thơm gì mà nó thơm được lắm, nó mặn mặn nữa. Đâu thơm bình thường mà. Nó sức dầu thơm dữ lắm, nặng mùi lắm. Đúng hoa. Ê, nhưng mà nói cái này nha, con nói luôn. Nay bây giờ cái bí mật này giữa con với vợ con mới nói thiệt nè. Thiệt hả con? Là chị hai phát hiện mày giấu đồ. Giấu gì? Bà, nó giấu cái gì, mà cái tua rua gì đó bà. Cái bộ đồ cái màu xanh đọt chuối mà có ren có ren. Đúng rồi, có hai cái dây múa cột. Mày ôm cái cột mà múa tabu là mày phải không? Rồi nó thêm một cái nơ hình con thỏ nữa. Mà xung quanh toàn là những cái đồ phụ tùng của phụ nữ không? Hai ba cái vợt lượt cà phê trong đó. Là sao? Trời. Mày đàn ông mà sao bây giờ xài vợt lượt cà phê? Bình ơi là Bình. Thêm những thông tin của chú Bảy cô Tư thì mình khẳng định luôn. Nó là không. Vậy vậy tự nhiên con bóng hồi nào? Nhưng mày tự hào hả mày? Con không có bóng. Ai nói con bóng? Trời giờ này con cãi nó kìa. Trời ơi, cả nhà hiểu lầm con rồi. Không có lầm tưởng con. Bao nhiêu cái chứng cứ đó đủ rồi. Bây giờ con để má chết tại chỗ này con mấy chị. Thôi con giờ bây giờ con lật bài ngửa luôn. Những cái đồ mà của anh hai với lại chị dâu tìm thấy cho ba coi gì đó. Những cái đồ đó là đồ con đi diễn. Con đi diễn ở trong quán bar. Con đi diễn chắc win. Đó là đồ biểu diễn, trang phục biểu diễn thôi. Trời đất ơi, mày đi vô trong đó hả? Dạ. Mày vô đó mày nhậu nhẹt, mày nhảy nhót, mày đừng nói mày vô đó mày diễn mày xạo hả mày? Trời ơi, ba hồi đó cũng vậy mà. Ba kể cho con nghe nè. Ủa cái gì vậy ông Vui? Trời. Hả? Trời ơi. Ông đi đó lại cái gì vậy? Sao ông không nói tôi? Tôi đâu có tiền đâu mà đi. Sếp ông đi. Rồi tôi là người tài xế, tôi lái tới. Rồi ông thấy tôi ở ngoài xe ngồi một mình. Rồi ổng rủ tôi không có vô. Rồi ổng khiêng tôi mới vô đó. Đó, ba nói sai rồi. Đây nè, con có bằng chứng đàng hoàng. Chứ con đâu có nói rồi. Xạo mẹ làm gì. Đây nè, mày coi thử đi. Đó. Trời đất ơi. Cái nhà này nó loạn hết rồi hả? Ủa, loạn hết rồi hả? Thì đó, con đâu có nói xạo đâu. Trời, cả nhà tưởng con không có bóng gì hết trơn á. Rồi bây giờ không có cái vấn đề mà bóng biết gì rồi bây giờ. Con nói con đi hát. Ủa, ai cho con đi hát? Mẹ có cho không? Mẹ, con cũng nói thiệt với mẹ luôn là con đi hát cũng lâu rồi, ngay chỗ đó đó. Thì con đi hát cuối tuần không à. Không ảnh hưởng tới việc học của con. Không ảnh hưởng tới việc học. Mà sáng dậy đi học thì dậy không nổi. Mặt mày tao nói ngáp lên ngáp xuống. Rồi vô trường học cái gì? Hả? Học như vậy làm sao mà học được? Là thi cử sao? Là tương lai con sao? Hả? Có mấy ngày cuối tuần thôi mà mẹ. Cuối tuần không cuối tuần gì cũng vậy. Mẹ đã không đồng ý rồi. Đừng có để là mất cái tương lai với anh hai con. Đó, xe anh mình lật rồi, bây giờ mình phải né chứ. Mình cứ nhào đầu vô vậy. Mày thấy gì đó, chứ giờ hả, con mà học hành đàng hoàng cũng có bằng ra trường giống như anh hai. Chứ mà mẹ thấy anh hai giờ cũng đi giữ xe rồi chạy xe ôm. Mẹ nói rồi, mẹ không có đồng ý cho con đi hát. Mẹ cho con xin đi. Cắt. Bây giờ tôi nói nè, hợp gia đình khẩn. Hợp gì nữa? Hợp dày thâu còn hợp gì nữa? Này là hợp gia đình nhỏ, còn cái kia là hợp gia đình dòng họ.